Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội thi đua quyết thắng. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Hội đồng nhân dân các huyện Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm. Ban chỉ huy quân sự phường Hiến An hai lần đạt danh hiệu thi đua quyết thắng. Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm cưỡng chế phá dỡ 28 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2024 diễn ra vào ngày mai 19 tháng 7. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Hưng Yên đã hoàn thành các khâu. Qua kiểm tra sự chuẩn bị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để phục vụ Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2024 từ khâu trang trí khánh tiết, các phòng trưng bày mô hình, sáng kiến trong quá trình thao diễn, tập luyện và một số sản phẩm do lực lượng vũ trang Hưng Yên sản xuất ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm trang cho đại hội. Đồng chí cũng lưu ý, Đại hội thi đua quyết thắng là một sự kiện trọng đại của lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, là dấu mốc quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hưng Yên. Vì vậy, thông qua đại hội thể hiện ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, chủ động khắc phục khó khăn, vững bước tiến lên lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên ngày càng vững mạnh, đồng thời tổng kết, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029, đồng thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến trong 5 năm qua. Sáng nay, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở bám sát thực tiễn, phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng như hội nghị toàn tỉnh quán triệt học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham mưu ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy triển khai tốt các nhiệm vụ, trong đó tổ chức cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giải báo chí xây dựng Đảng mũ liềm vàng tỉnh Hưng Yên năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu thời gian tới, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí truyền thông, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, chú trọng tuyên truyền phổ biến nhân rộng gương người tốt việc tốt, điển hình nhân tố mới, tuyên truyền các nhiệm vụ thực hiện quyết định số 489 ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện các dự án trọng điểm, đẩy mạnh hoạt động đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên, dư luận xã hội các cấp, chủ động trong công tác nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ toàn ngành đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công tác tuyên giáo. Nhân dịp này, thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đào Hồng Vận trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Nguyễn Xuân Tiến, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát, huyện Văn Lâm có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng nay, Hội đồng nhân dân các huyện Tiên Lữ, Văn Lâm, Văn Giang và thành phố Hưng Yên tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, cùng đồng chí Trần Thị Tuyết Hương,
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Tiên Lữ đạt trên 5.700 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 322,700 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch cả năm tỉnh giao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 66% với trên 100 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, huyện Tiên Lữ đã đưa ra 12 nội dung trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Tiên Lữ chú trọng bám sát quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để lên phương án lộ trình từng bước đảm bảo tiến độ xây dựng đô thị. Đến năm 2030, huyện có 3 đô thị loại 5 gồm thị trấn Vương, Thụy Lôi và Hải Thắng, Hải Triều, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện, qua đó tạo hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công và kích cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm đạt một số kết quả nổi bật như tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện gần 5.200 tỷ đồng, đạt trên 141% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện gần 394 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch giao. Đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 trên 79 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới, huyện Văn Lâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Xây dựng, điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch của huyện, chương trình phát triển đô thị của huyện phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố là 10,5%, đạt chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là hơn 2.800 tỷ đồng, đạt trên 157% kế hoạch tỉnh và thành phố đề ra. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghiên cứu thảo luận để quyết nghị thông qua một số báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết như phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án trọng điểm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, ban hành quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, thành phố Hưng Yên sẽ tập trung vào việc rà soát đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm để giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để 5 xã Liên Phương, Trung Nghĩa, Quảng Châu, Phú Cường và Bảo Khê lên phường và thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội huyện Văn Giang tiếp tục phát triển tăng trưởng mạnh. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 23.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 6.500 tỷ đồng. 7 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 29 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận và chất vấn, tập trung vào các nội dung thuộc lĩnh vực vốn đầu tư công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thu gom xử lý rác thải. Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có một số nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công. Đối với các địa phương, hoàn thành xuất sắc các nội dung trong phong trào thi đua quyết thắng cũng là hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ghi nhận tại Ban Chỉ huy quân sự phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, đơn vị trong thời gian 5 năm từ năm 2019 đến năm 2024, hai lần đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Là phường trung tâm của thành phố Hưng Yên, nên lực lượng dân quân cơ động của phường Hiến Nam bận rộn hơn nhiều so với các địa bàn khác. Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng này còn thường xuyên phối hợp với công an phường tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chúng tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ bất kể khi nào có lệnh triệu tập. Để thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự phường luôn làm tốt công tác tham mưu gắn các nội dung với chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh toàn diện. Ban Chỉ huy quân sự phường đã tổ chức tham mưu và đột phá thực hiện các nội dung trên tất cả các mặt công tác, trong đó có công tác sẵn sàng chiến đấu và nắm bắt tình hình ở cơ sở, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Hàng năm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn đảm bảo tốt về nội dung, thời gian, quân số tham gia huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng luật, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Trong giai đoạn 2019-2024, Phường Hiến Nam đã tổ chức và tham gia hai cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã phường theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Ban chỉ huy quân sự Phường Hiến Nam là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố. Các đồng chí đã thực hiện tốt cái công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác chính sách hậu phương quân đội và công tác vận động quần chúng trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng như là tuyên truyền về các luật nghĩa vụ quân sự, thường xuyên nắm chắc nguồn tuyển quân hàng năm, xây dựng các cái kế hoạch công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị đồng viên, phối hợp với công an thực hiện cái an ninh trật tự ở cơ sở. Với những kết quả đạt được 5 năm qua, từ năm 2019 đến năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự Phường Hiến Nam đã vinh dự được Quân khu 3 hai lần tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Để kiểm soát, xử lý có hiệu quả, góp phần từng bước ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 1985 về tăng cường giải pháp kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong cộng đồng. Sở Tài nguyên Môi trường triển khai có hiệu quả đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn nhằm giảm thiểu, cải thiện chất lượng môi trường nước hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thẩm định chặt chẽ về môi trường các dự án đầu tư, kiên quyết từ chối tiếp nhận các dự án phát sinh nhiều chất thải, nhất là nước thải, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xả thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông nhánh. Tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với các cơ sở có phát sinh lưu lượng nước thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Có kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại làng tái chế Trì, xã Chỉ Đạo và tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Tăng cường giải pháp kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra soát, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường liên quan đến hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng sông thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, yêu cầu hoàn trả hiện trạng lòng sông, xác định xây dựng các điểm tập kết rác, khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cách xa tuyến sông, kênh mương, phối hợp thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế phá dỡ 28 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu cửa quán thôn Minh Khai. Các trường hợp vi phạm chủ yếu tự ý xây dựng công trình với quy mô nhà tạm, lán xưởng sản xuất, dựng cột căng bạt nhặt hàng, kho chứa hàng, lán tạm thu mua phế liệu. Tổng diện tích giải tỏa là trên 7.100 m². Trước khi cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh thông báo, tuyên truyền, vận động các hộ, cá nhân có vi phạm tự giác tháo dỡ công trình. Qua đó, cơ bản các trường hợp vi phạm tự giác cao thực hiện tháo dỡ phần mái và di chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu ra khỏi vị trí vi phạm. Tuy nhiên, các hộ chưa thực hiện phá dỡ triệt để. Với sự chỉ đạo quyết liệt, thị trấn Như Quỳnh tập trung lực lượng thực hiện cưỡng chế phá dỡ toàn bộ phần công trình còn lại đối với các trường hợp vi phạm. Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, thị trấn giải tỏa được 37 trường hợp vi phạm. Hiện còn 194 trường hợp vi phạm cần giải tỏa. Địa phương có kế hoạch tiếp tục thực hiện từ nay đến tháng 12 năm 2024. Hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Cừ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2024 cho lực lượng canh gác đê và lực lượng cắm cửa đào mỏ. Tại buổi tập huấn, các lực lượng đã được nghe đánh giá hiện trạng, hệ thống công trình phòng lũ lụt và nhận định sơ bộ về xu thế khí tượng thủy văn trong mùa mưa bão lũ năm nay, đồng thời nhận biết một số hiện tượng hư hỏng của đê kè cống và biện pháp xử lý.
Các lực lượng được thực hành diễn tập kỹ thuật cắm cừ đào mò như thực hành kỹ thuật cắm hàng cừ đơn để chống sạt trượt mái đê và cắm hàng cừ kép để hàn khẩu đê. Thông qua buổi tập huấn đã giúp các lực lượng nắm vững nguyên tắc trong thực hiện nhiệm vụ hiệp đồng phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Khoái Châu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức khai giảng lớp truyền dạy hát chống quân năm 2024. Tham gia lớp học có 70 học viên là các em nhỏ có niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu nghệ thuật hát chống quân. Lớp học diễn ra trong 10 ngày dưới sự chỉ đạo của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Xuyên và nghệ nhân Nguyễn Văn Hẳn. Tại lớp học hát chống quân, như làn điệu chống quân đã được các nghệ nhân truyền dạy cho các em nhỏ với hy vọng sẽ có thể tìm thêm những nhân tố mới giúp duy trì và phát triển hơn nữa loại hình nghệ thuật truyền thống này. Vào năm 2017, hát chống quân Hưng Yên được đón nhận bằng ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên và là của riêng tỉnh Hưng Yên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận. Trải qua thời gian, hiện nay di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Trạng Nguyên Dương Phúc Tư ở xã Lạc Đào, huyện Văn Lâm đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được đầu tư trùng tu, nâng cấp. Được xây dựng từ thời Hậu Lê, tọa lạc giữa thôn Ngọc, xã Lạc Đạo. Đây là nơi thờ Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, người khai khoa của làng Khoa Bảng Lạc Đạo và những người đỗ đạt của dòng họ Dương. Hiện nay, nhà thờ vẫn giữ được nhiều hiện vật cổ như hoành phi, câu đối, nhang án. Trải qua nhiều lần trùng tu cuối vào năm 2012, đến nay, ngôi đình cổ đang bị xuống cấp cả trong lẫn ngoài. Mái ngói bị xô lệch, hệ thống tường bong chóc, lộ từng mảng vỡ. Bên trong đình, một số cột, xà, vì kèo bị mọt, mục rỗng có nguy cơ gãy sập nếu không được thay thế. Nhà thờ Dương Phúc Tư đã được công nhận bằng di tích cấp tỉnh năm 2010. Mái thiết kế ngày xưa nó rất là dốc, vì vậy là khung sườn gỗ trong nhà là một số nó bị xuống cấp, sụt lún, nên là mái bây giờ là xô hết ngói, vỡ, mưa là sẽ bị dột và phải mang thùng vào hứng nước. Nếu tình trạng như thế này sẽ hỏng hết đồ và không may sập thì nó rất là ảnh hưởng. Vì vậy mong làm sao cấp chính quyền xem xét tu sửa để nơi thờ cũng được lâu dài. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, ngay đầu kỳ nghỉ hè năm nay, các cấp bộ đoàn trong huyện Ân Thi đã tổ chức nhiều lớp bơi miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên. Các cán bộ đoàn trong huyện Ân Thi đã tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu niên các xã như Hồng Vân, Hồng Quang, Hạ Lễ, Bãi Sậy, Tân Phúc, Bắc Sơn, thị trấn Ân Thi. Mỗi lớp dạy bơi diễn ra trong một tuần. Các em sẽ được học các động tác cơ bản trong bơi lội như bơi sải, bơi ếch, lặn dưới nước, giữ hơi thở dưới nước. Kết thúc khóa học, các em đều phải thi sát hạch bơi được 30m và biết lặn dưới nước. Trong suốt quá trình diễn ra lớp học, thường xuyên cử các đoàn viên thanh niên xã túc trực để tránh những sự việc đuối nước thương tâm. Năm nào cháu cũng tham gia lớp học bơi miễn phí này ạ, giúp mình không bị đuối nước khi bị ngã xuống ao hồ và cũng có thể giúp mình nâng cao sức khỏe ạ. Thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá nam thanh niên năm 2024. Gần 200 vận động viên của 11 đội bóng đá thanh niên các xã phường trong thị xã tham gia giải đấu. Giải đấu diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7, thực hiện luật thi đấu bóng đá 7 người. 11 đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra 3 đội đầu mỗi bảng và một đội nhì có thành tích xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu ở mỗi bảng đã diễn ra sôi nổi với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn và các bàn thắng đẹp. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các vận động viên giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, đồng thời tạo tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện Mỹ Hào và 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.